Thưa quý vị, từ khi thế hệ điện thoại iPhone đầu tiên ra đời, ngành sản xuất điện thoại di động trên thế giới đã trải qua một sự thay đổi rất lớn. Và cũng từ đó thì khái niệm smartphone, điện thoại thông minh đã được định nghĩa lại. Cho đến nay thì sức hút từ iPhone vẫn rất lớn với người dùng. Và với việc giá thành các đời iPhone cũ ngày càng thấp hơn, nhiều người dùng Việt Nam đã lựa chọn trải nghiệm loại smartphone này. Tuy nhiên, quý vị có ý định mua iPhone cần biết rằng iPhone có hai phiên bản là phiên bản quốc tế, có thể sử dụng được trên toàn thế giới, và phiên bản lock, tức iPhone khóa mạng, được sản xuất theo hợp đồng với một nhà mạng nhất định. Và hiện nay đang có tình trạng một số cửa hàng và người bán sử dụng SIM ghép, cấy ghép tinh vi vào main của iPhone lock để bán cho người dùng với giá của iPhone phiên bản quốc tế. Giới buôn bán điện thoại vẫn gọi loại SIM ghép này là SIM ghép thần thánh. Cái tên nói lên tất cả. SIM ghép thần thánh là một bản mạch nhỏ có khả năng giúp iPhone lock sử dụng được SIM của các nhà mạng khác. Những người kinh doanh thiếu uy tín đã tháo điện thoại, cấy sẵn SIM ghép vào bên trong chiếc iPhone lock để đánh lừa khách hàng, hòng bán với giá cao như bản quốc tế. Điều này rất khó nhận biết, không chỉ người dùng mà ngay cả những người buôn bán điện thoại thậm chí cũng bị lừa. Linh, một người bán điện thoại ở thành phố Hồ Chí Minh, đã bị lừa mua một chiếc iPhone như vậy từ mẩu tin giao trên mạng. Phát hiện máy kém chất lượng, Linh gọi vào số điện thoại cũ thì số này đã không thể liên lạc được. Qua nhiều kênh thông tin, thấy anh này đang giao bán một chiếc iPhone đã được phủ phép khác. Chúng tôi đã tiếp cận trong vài người mua hàng. Người bán xác nhận đã dùng chiêu thức này từ hơn một tháng nay và bán được khá nhiều máy. Biểu hiện dễ nhận thấy của iPhone bị phủ phép bằng SIM thần thánh chính là khi lắp một SIM mới vào sẽ xuất hiện màn hình này. Để tránh mua phải iPhone phiên bản lock đã bị phủ phép, người dùng có thể xem trực tiếp bằng cách nhìn vào khay SIM. Những máy phiên bản lock đã được phù phép sẽ có những sợi dây đồng được đấu nối. Những chiếc iPhone ghép SIM này sẽ có thể bị khóa mạng trở lại khi hãng Apple cập nhật phiên bản hệ điều hành mới. Chính vì vậy, người dùng cần thận trọng để tránh mua phải loại iPhone ghép SIM tinh vi này.